quay trở lại tại giải bóng đá của quốc gia trong một phút thông phòng đông 2021 phiên bản cúp C1. Đây là một trong những phiên bản mới nhất ở mùa bóng thứ hai giữa đội tại bảng K vòng cuối vòng 5 vòng 6. Đây là giữa ca sĩ Bí Ẩn đội bên tay phải và bên tay trái là đội chủ nhà Mỹ Nhân Một Bét. Hiện giờ tỷ số đang là 2-2, tỷ số đang là hòa rồi. Ngày hôm nay là rất là nhanh, diễn ra ngày hôm nay là 17:15. Đây là cũng muộn hơn so với cặp đấu đầu tiên diễn ra rất sớm vào lúc 16:00, và cũng là những gì mà đội tuyển nữ chính mình đã làm được. Thì cũng đến thời điểm này có một đội vòng 2 đã giành chiến thắng thì xin chúc mừng. Nhưng bà có được 9 điểm. Từ vòng sau này nếu như ca sĩ Bí Ẩn mà giành chiến thắng trước đối thủ nhẹ ký hơn. Đó là Mỹ Nhân Màu Bếp, chương trình đặc sắc ẩm thực cũng đồng nghĩa với chương trình ẩm thực kỳ thú. Thì chắc chắn rằng là ca sĩ Bí Ẩn sẽ vào vòng trong. Và chúng ta đã có một đội bóng đã dẫn đầu sau 5 vòng thì đã vươn tiếp vào vòng trong. Đó là Mỹ Nhân Màu Bếp và một đội đã chính thức chia tay giải đấu. Đó là ca sĩ Ẩn Danh sau khi thua ngược dòng trước dòng mãi dòng ai đi hit đồng boy. Nghe chương trình dòng mãi dòng ai là sẽ hài hước hơn so với ca sĩ Ẩn Danh, vì của nghệ sĩ Chi Tài đã chết rồi, cho nên là đội hình nhà của ca sĩ Ẩn Danh đã không còn gì được cho nhau. Chúng ta đã xin chúc mừng ngày hôm nay đã có một đội đã bước tiếp vào vòng trong là Mỹ Nhân Màu Bếp, chỉ còn hai đội đang thi đấu ở đây. Đó là ca sĩ Bí Ẩn và Mỹ Nhân Màu Bếp. Ủa có mà. Gì đã. Ờ giờ em bấm ra em mở em luôn đi. Em tìm em luôn. Ôi giới thiệu Facebook cho. Nghe vô được. Tìm Hương Quỳnh nghe. Ờ đây. 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 Hai. Có đây tìm Facebook. Facebook của chị á. Nó là Facebook của chị á. Facebook của chị á. Facebook mày có tìm ra. Tìm ra cái này. Rồi mày mẹ tìm đọc ngay sau. Cái đó anh chế rồi mà. Gì vậy hứa. Đây. Ủa mày tên nào. Đây ca sĩ Bí Ẩn coi liệu làm được gì cho so với rồi. Mình vào bếp ngày hôm nay không. Ê, kết bạn ra. Kết bạn ra rồi. Ok. Về bếp cái bạn nha. Ok. Cảm ơn. Xì dầu hoa. Cái này là ồ đây chúng ta đang tiếp tục theo dõi nha. Vừa nay các bạn nữ đã hoàn thành rồi, hoàn tất rồi. Đây cũng là cặp đấu diễn ra rất sớm ở vòng đấu cuối. Vòng này ở bảng K. Đây là vòng đấu cuối không? Tỷ số là có vẻ là hồi rồi, hòa rồi. Chưa bao giờ mà một chuyện gì xảy ra được. Bà hai, bàn thắng ra cho ca sĩ Bí Ẩn. Bàn thắng thứ ba đã thuộc về ca sĩ Bí Ẩn. Rất nhanh gọn. Không thể làm gì dành cho đội Mỹ Nhân Màu Bếp, đội chủ nhà. Đây cũng là chắc chắn rằng thử thách ngày hôm nay ca sĩ Bí Ẩn làm được thì sẽ có những gì mà giành chiến thắng. Thách thức quá lớn. Bạn đang đem cho ca sĩ Bí Ẩn rồi. À để đủ này. Bà hai rồi. Lợi thế đang thuộc về đội của Quỳnh Linh trong ngày hôm nay. Một câu trả lời của Mỹ Nhân Màu Bếp. Không vừa khoảng trống nhưng đã không thành công. Bè.
Bây giờ Hoàng Mai, Hoàng Mai đã giành 9 thắng rồi, chưa ca sĩ vẫn giành và có 9 điểm. Nếu như ca sĩ bí ẩn thắng trước đội chủ nhà đi vào một bếp nữa thì chắc chắn là sẽ vào vòng trong, sẽ bước tiếp vào vòng trong và sẽ có điểm số thứ 10. Và đội chủ nhà cầm bàn đi số là Hoa. Quá nhanh, quá vắng tắc rồi, cực kỳ vắng tắc. Một buổi chiều đầy sảng khoái rồi, thời gian đã thi đấu được 15 phút trôi qua. Một khoảng thời gian nơi hiệp trong những cặp đấu rất là nhanh. Hiện có tỷ số là 3 đều. Dường như 3 đều rồi. Chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi của đội ca sĩ Bí Ẩn là giành chiến thắng được trước Mỹ Nhân Mô Bết là sẽ bước tiếp vào vòng trong. Nhưng không sao, đây là một trong những thách thức lớn hơn. Điều đó sẽ không nghĩ rằng mà không làm được. Có tốt đi cho nữa thì không may mắn. Quá hay rồi, một thăm này sẽ làm trong những thách thức lớn hơn để xem là đội sẽ gặp đội những đội nào sẽ có được may mắn đây. Đây, hy vọng rằng nếu như chiến thắng coi như sẽ có điểm, có không được. Câu trả lời đã không thành công của ca sĩ Bí Ẩn. Đây là đội bảo vệ cũng phải đi tay phải đây. Còn đội chủ nhà này hôm nay là Mỹ Nhân Mô Bết trên sóng TV9 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Bí Ẩn cũng là đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh luôn, nhưng mà trên kênh HTV7 cùng với Đông Tây Promotion. Dường như là một sự điều tiết như thế này là đã làm không hề nóng bỏng được. Và đây sẽ có vào lúc 18:15. Trước khi vòng này đã kết thúc thì bảng A tới bảng K chỉ còn là L cho đến Q, 5 bảng nữa là sẽ coi như kết thúc vòng đấu này. Trong đó 16 đội là sẽ có mặt ở vòng trong. Chưa thể có bàn thắng dành cho Mỹ Nhân Mô Bết được. Ở trong vòng đấu trước thôi, vòng đầu tiên rồi thì đã có một trận hòa đầy tiếc nuối rồi, rất là nhiều. Có vẻ là vòng này đã không làm được cho những gì mà mới của Bình Linh làm được. Dù Bình Linh nhiều so với đi cho nữa thì rất khó. Rồi và bóng đá Hà Lan vừa rồi cũng đó một trong những trận đấu rất là kinh điển hơn. Đặc biệt Ajax đã bước tiếp vào vòng 1-1 trên 32 đội. Wow, rất may mắn. Lưới của ca sĩ Bí Ẩn đã bị Mỹ Nhân Mô Bết nâng tỷ số 4-3. Bàn thắng thứ tư rồi. Ra tiếc, rất tiếc ngày hôm nay đã không làm được cho đội ca sĩ Bí Ẩn rồi. Mỹ Nhân Mô Bết đã ghi bàn thắng thứ tư vào lúc 17:39. Thời tiết hôm nay trời khá đẹp, không có gì mưa xảy ra ở đây. Đây là các bạn nữ cũng đã vừa rồi cũng có tham gia một trong những trận đấu kinh điển hơn. Sau vòng đấu này giữa đội Dòng Ái Dòng Ai gặp ca sĩ Ứng Danh, trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ, cũng thời điểm rất là sớm hơn. Bây giờ cũng là 17:20 đã kết thúc. Bây giờ đây là mình ra vào lúc 17:20 luôn. 17:15 cùng giờ luôn. Thì tỷ số là vượt lên rồi, để xem coi. Bạn này là người quen của mình rồi, cùng gặp nhau rất nhiều lần. Đấy.
hôm nay FC Toàn Trần ngày hôm nay không có tham gia một buổi đá giải được vì lý do là nghỉ lễ, nghỉ Tết Dương lịch âm lịch. Tết âm lịch cũng sắp tới rồi. Câu trả lời không thành công. Wow, tỷ số là 4-0. Bàn ăn trả thù lại dành cho ca sĩ Bi Ân. Đó là The Mysterious Singer. Cố lên. Nếu như bà giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá là nhẹ hơn thì đội đang bước tiếp vào vòng trong thôi. Rất may. Chắc chắn là sẽ vào vòng trong. Nhưng kết quả bốc thăm sẽ được biết sau kết quả và cũng như từng cặp đấu sẽ theo dõi. Quá là hay. Không gì mà không làm. Có lại một trong những gì mà rất khó khăn phía trước mặt chúng ta là sẽ có một trong những lối chơi bỡ bóng này. Câu trả lời hơi nhẹ thôi. Rất tiếc. Xíu nữa là được lên. Rồi rất nhanh. Không được, không thể tới được. Trong khe, quá nhẹ rồi, ngược lại thôi. Câu trả lời, 5-4, vượt lên dành cho đội chủ nhà Mỹ Nhân Bò Bếp. Rất hay. Không thể nào mà chắc chắn rằng mà đội bên không làm được 100%. Để xem coi hỏi coi có phải là bên đội bị nhau một bếp vượt lên hay là hòa đây, có vẻ là một sự nghi ngờ rồi. Hỏi gì xuống dưới kia, cô chủ quán này đấy. Cô Đào này, chủ quán Phong Vũ, chủ quán trà xanh Phong Vũ. Ê còn hỏi coi nghi ngờ rồi. Ôi như là có khói. Để coi đều hay là bên này ăn. Đều hay là bên này ăn. Có phải đều không? Rồi tiếc là cột dọc. Đều phải không ta? Một câu trả lời nhưng không có câu trả lời. Ôi đây chơi. Coi. Ê đây hòa đều không? Quay YouTube là phải trả tiền cho mấy anh em nha. Ồ no. Hả? Một con luôn. Đều đúng không? Đều. Ôi đều luôn vậy á. Vậy là đều ra, 5 đều nha. Chứ không phải là vâng, thưa quý vị, không thể tin được. Có vẻ là bàn thắng ngày hôm nay đã được lên dành cho ca sĩ Bi Ảnh rồi. Rất may mắn. Bàn thắng dành cho ca sĩ Bi Ảnh bên tay phải của chúng ta. Bên tay phải đây. Vì vậy là đoàn thắng dành cho ca sĩ Bí Ảnh rồi, 100%.
Rồi để sạc pin ở trong đây tiếp luôn. Chứ gần hết pin rồi. Vì không có thời gian để mà không làm được. Như vậy là xin thông báo quý vị tỷ số là hòa. Giờ cuối cùng đội này phải là được lên mang tên ca sĩ Bí Ẩn của MC và người dẫn chương trình Bùi Linh. Đây là đội phản công 7-5, cách biệt 2 bàn. Lợi thế thuộc về đội của MC Bùi Linh cùng với nghệ sĩ Việt Hương Ngọc Sơn. Rất hay. Ca sĩ Thanh Duy nữa. 7-5 dành cho ca sĩ Bí Ẩn. Đây là đội bên tay phải đây, đang lợi thế rồi. Hôm nay cách biệt là 2 bàn thắng. Không quá xa lạ được mà chúng ta cũng sẽ làm. Kệ đi, đừng trả tiền. Mình đừng có nghe họ nha. Cứ trả tiền nói là mình không có tiền. Nhà mình nghèo để mình kiếm tiền nên là không trả tiền. Bỏ đi. Đừng trả tiền. Không được. Một câu trả lời hơi căng thẳng quá. Không thành công. Đợi xíu nha. Thì góc mà thay ca lại bị trước mất người ta lấy rồi. Bị trước rồi. Do là mình lấy cái ba lô cho nên là không cảm nha. Đây ba lô này. Đó. Ba lô của ngày hôm nay á, những ngày đi học. Rồi, tỷ số là 7-5, nhưng mà lời thế thuộc về ca sĩ Bí Ẩn ở bên tay phải. Nếu có chiến thắng thì ca sĩ Bí Ẩn sẽ vào vòng trong, còn vòng mai chính thức bị loại và sẽ chia tay giải đấu. Và chúng ta sẽ chờ đợi những gì mà ca sĩ Bí Ẩn cùng với những người đồng đội anh em, đó là bảy nụ cây sơn, có lấy một cây sơn nhanh như chớp cũng đã vào vòng trong rồi. Để xem nếu như mà ca sĩ Bí Ẩn mà nhặt nhanh như chớp là khó hơn rồi, không có dễ được, khó hơn rồi. Mà gặp bí quyết của Eva thì ví dụ thôi, coi như là dễ hơn chắc chắn. Dù thi đấu trên sân nhà sân khách gì không quan trọng ha. Có gì đâu. Cuộc siêu phẩm có vẻ là không thành công. Quá hay. Câu trả lời của Minh Nhân Màu Bếp đã thành công. Cách biệt là 1 bàn. 6-7 rồi. Bàn thứ 6 do Minh Nhân Màu Bếp, đội chủ nhà. Rất là hay. Khoảng trong nhưng đã không thành của ca sĩ Bí Ẩn đã qua được. Ở vòng vừa rồi thì ca sĩ Bí Ẩn có giành chiến thắng trước ca sĩ Nhân Danh rồi. Chiến thắng với cách biệt là 3 bàn. Chung cuộc đó là 12-9. Trận đấu là diễn ra vào 14:20 và đến 15:15. 45 phút thi đấu rất nhanh quá cơ hội. Rất hay, một siêu phẩm không hề xa lạ.
ca sĩ Biên đã vượt lên, cách biệt là trở lại 2 bàn 8-6 dành cho ca sĩ Biên. Nếu như mọi sự chấm dứt này coi như sẽ không làm được, cũng sẽ có đội về thôi. Đó là đội dòng ai dòng ai. Còn Mỹ Dòng Mô Bếp, đội đã xuất sắc vào vòng trong rồi. Chương trình gắn bó tuổi đời 4 năm và không, sẽ không phát sóng được, cũng đã bước tiếp vào vòng trong. Một chương trình hôm nay rất là tài năng trẻ ở chung, rất nhạy bén. Ồ, có vẻ là hơi căng thẳng rồi. Cách biệt là trở lại 2 bàn. Đi học bây giờ đó, học thể dục là thầy quang mày gió chưa, chủ nhật cũng đã học nha. 91 có thể có duyên, nhân duyên. Cô ơi, cho ca sĩ Biên, như cô Đào đã nói rồi, cô Đào cũng hít luôn á. Còn siêu bất ngờ là đội chính thức chia tay giải đấu và bị loại rồi. Năm nay có 4 nha, 4 chương trình của Đông Tây Promotion. Bài hát đầu tiên nè, có bài hát đầu tiên nè, có bảy nụ cười xuân nè, có nhanh như chớp nè, có siêu bất ngờ nè, giờ có ca sĩ Bí Ẩn nè. Những đội đó cũng đã tham gia. Đội Đông Tây Promotion cũng đã tham gia. Bài 8 đó là trở lại dành cho đội chủ nhà Mỹ Nhông Bộ Bếp ngày hôm nay. Rất tuyệt vời, chắc chắn là không làm được gì rồi. Cách biệt là hôm nay là một bàn thắng rồi. Nhưng mà không thể làm được. Có quý ông đại chiến nữa là Đông Tây Promotion luôn. Như vậy có bài hát đầu tiên, bảy nụ cười sơn, nhanh như chớp. Rồi có quý ông đại chiến nữa. Đấy. Quý ông đại chiến đã vào vòng trong với vị trí nhất bảng rồi. Còn nhóc cho giọng ca Bí Ẩn nữa, nhưng mà giọng ca Bí Ẩn là đội đã bị loại sớm rồi. Trải qua 2 mùa phát sóng. Giọng ca Bí Ẩn thì trải qua 2 mùa phát sóng rồi. Đấy. Có siêu bất ngờ này, nó cũng đã tham gia rồi. Có rồi liệt kê. Có siêu chủ đề Việt Nam nữa, cũng là Đông Tây Promotion cùng với V Channel nữa luôn. Đó, cũng đã tham gia. Bàn thắng cho màn tỷ số là đều 8 đều cho Mỹ Nhân Mô Bếp. Ngày trả thù 2 bàn còn lại rồi, trong những phút lên được rất là nhanh. Không thể tin được trận này đã không may mắn được gì cho ca sĩ Biên ngày hôm nay rồi. 8 đều dành cho ca sĩ Biên, 8 đều dành cho Mỹ Nhân Mô Bếp. Một lần nữa 2 bàn thắng nào còn lại đã chính thức tồn tại rồi, rất nhanh. Thời gian cũng đã thi đấu cho qua rất nhanh rồi. Bàn thắng vượt lên ngày hôm nay. À không, không. Chưa có bàn thắng thứ 9 được. Chưa có bàn thắng thứ 9 được. Tỷ số là đều. 8 đều chẳng hạn thôi. Còn có Mỹ vượt lên hay không? Không gì, còn gì cho nhau. Không còn gì cho nhau được. Dòng Mô Bếp thì chắc chắn là dòng ai Hidden Boy sẽ vào vòng trong với vị trí nhì bảng.
với 9 điểm. Mà may mắn cho ca sĩ Bí Ẩn thôi. Một xíu nữa là bằng hắn vượt lên. Nhưng mà bây giờ là không. Đây là cô Đào của chủ quán này. Chồng có cầm luôn ấy. Ô, chủ quán này cô Đào này. Chủ quán Phong Vũ. Vừa rồi một trong những hai bông hai mùa giải trong năm 2021 diễn ra. Đó là giải bóng đá U15 và giải bóng đá U13. Giải bóng đá U15 thị trấn Kinh Đức và giải bóng đá U13 thị trấn Kinh Đức. Giải bóng đá U15 thị trấn Kinh Đức hay còn gọi tên khác cũng được, giải bóng đá U15 tỉnh Đắk Nông. Còn và thứ hai là giải bóng đá Futsal. Giải bóng đá U15 là dành cho lứa tuổi từ lớp 8 cho đến lớp 11, 12 vậy đó. Còn giải bóng đá U13 Futsal là lứa tuổi dành cho trung học cơ sở rồi. Đó là lớp 7. Đó là dành cho học sinh lớp 7, lớp 6. Và cũng tổ chức rất là hay. U15 là đội giành chức vô địch tại trường Phạm Văn Đồng, cũng là một trong những trường các tỉnh trên toàn quốc. Còn nhà U13 là đội biệt danh đầu U13 Argentina. Đội Argentina đó. Giờ đây rồi, đây mới là vòng loại thôi. Chưa thể gì được. Không có gì được. Có gì cho nhau. Coi lại cặp đấu đang diễn ra giữa Hoàng Gia Lai gặp Sông Lam Nghệ An rồi. Cặp đấu đang diễn ra rất sớm tại thời điểm ở vòng 2 V-League này. Chưa biết điều gì đã không thể làm. Đây là một trong những thời điểm mà vòng 2 V-League cũng vừa diễn ra luôn. Và một bàn dành cho đội chủ nhà, đội ca sĩ Bí Ẩn 98. Một bàn rồi, vượt lên ngày hôm nay về ca sĩ Bí Ẩn trong ngày hôm nay. Quá may luôn, trước đội Mỹ Dầu Màu Bếp. Trước đội Mỹ Dầu Màu Bếp ngày hôm nay sẽ có một trong những thành tích xuất sắc hơn. Chắc chắn là sẽ vào vòng trong. Không thể đáng chú ý được. Một số cặp đấu của V-League đồng 2 cũng đang như thường lệ cũng đang diễn ra luôn. Bọn cũng như là ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần này trên sóng VTV6 cũng diễn ra trong một buổi cặp đấu V-League. Xem trên FPT. Hoặc các bạn cũng có thể xem lại trên ứng dụng VTVGO. Xem lại các buổi tường thuật trực tiếp qua buổi trận đấu của các trận đấu của V-League năm 2021. Tỷ số đang được lên nhưng lợi thế thuộc về đội ca sĩ Bí Ẩn. Ngày chương trình cũng rất là nổi tiếng hơn rất là nhiều. Nhưng mà đội ca sĩ danh đã chính thức chia tay rồi. Mà đội đã bị đọa sớm. Cho nhau. Còn gì cho nhau? Vừa rồi giao hữu cũng như là đội tuyển quốc gia Việt Nam, đã U23 Việt Nam. Thì sau hai buổi tập diễn ra trong giao hữu, diễn ra hai sân Cẩm Phả và sân Phú Thọ, thì phần thắng ngày hôm nay đã thuộc về đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó là một trong những chiến thắng xứng đáng hơn trước U22 Việt Nam rồi. Một buổi giao lưu rất là thú vị, tìm ra cho những chiến binh xuất sắc hơn. Còn trong khi đó, giải bóng đá Cúp Tứ Hùng thì đã có một chủ nhân xuất sắc nhất, là câu lạc bộ Bình Định đã giành chiếc vô địch luôn. Vị trí Á quân là thuộc về câu lạc bộ Sài Gòn và huy chương đồng đó là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và Hà Nội không có một giải thưởng nào, nhưng do là bị trận đấu giữa Nam Định thôi thì đã thất bại ngay rồi. Đã là một trong những trận thua đầy nhiệt huyết rồi của Chu Đình Nghiêm. Dù không có Papioma nên khiến cho chất lượng của cầu thủ đã không thể cao hơn rồi. Tỷ số là 9-8 rồi, lợi thế đang cách biệt một bàn thuộc về ca sĩ Bí Ẩn. Cố lên. Đây là cặp đấu thuộc bảng K vòng đấu cuối cùng. Vòng đấu cuối rồi.
kịp lúc rồi, mật rất là dễ dàng. May mắn luôn. Bây giờ đã là 18 giờ rồi, 40 phút giờ trôi qua, 14 minutes. Thì nó chắc chắn sẽ có 10 điểm. Bây giờ hiện giờ số điểm của ca sĩ Bí Ẩn ghi được, đó là 7 điểm mà thôi. Hôm nay Chồng Ma Chồng Ma đã giành chiến thắng rồi. Mà mong rằng ca sĩ Bí Ẩn có một lợi thế như thế này là sẽ có một lựa chọn. Chứ không còn là... chứ không còn là 2 đâu, 1 thôi. Chỉ có 2 duy nhất là hoa và thua đây là bị loại. Còn mình nhập một bên thì không cần phải nói rồi. Chỉ cần có 13 điểm mà thôi. Thì hòa có 14, hòa thắng có 16. Mà còn thua thì kết thúc vào mới có 13 điểm. Đây, cơ hội dành cho... Ồ, không được rồi. Quá hay, đẳng cấp như thế là không làm được. Đẳng cấp như thế là không làm được. Bây giờ đã là 18 giờ đúng rồi. 40 phút trôi qua rất là nhanh. Hoặc là 45 phút cũng được. Đến đầu ngày hôm nay rất nhẹ rồi, nhưng câu trả lời đã không thành công. Cố lên. Hôm nay do là phải xuống ở đây cho nên là do cô Đào đã đóng cửa rồi và cũng như là khóa cửa luôn. Vì có việc cho nên là sẽ xuống ở đây. Còn lại pin rất yếu rồi. Thời gian của chúng ta kết thúc vào lúc 18:15. Đấy, 18:15 rồi. Thời gian rất ngắn. Vậy chỉ còn là 13 phút nữa. 13 phút nữa là sẽ kết thúc. Thì số đang thuộc về đội ca sĩ Bí Ẩn. Chắc chắn điều đó là không thể xảy ra được ở điểm này. Không có câu trả lời. Mỹ Nhân Bảo Bết đã không thành công. No, no. Đừng cắn nha. Ở quý vị và các bạn ở đây tiếp nha. Và thưa quý vị và các bạn, như vậy là tỷ số là 9-0. Tỷ số là đều rồi. Thật không sự không thể tin được. Chắc chắn ca sĩ Bí Ẩn ngày hôm nay sau những hồi phục rồi. Buổi tối ngày hôm nay rất là đầy sảng khoái hơn. Nhưng mà lối chơi thì không tốt hơn cho lắm.
À. Salam. Rất nhanh. Thủ môn của ca sĩ Biển về kịp lúc rồi. Tỷ số là 9-9 rồi. Nó tỷ số lại đều rồi. Chỉ còn 10 phút nữa là coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Vì do là thời gian gần hết pin cho nên là vẫn ở đây luôn, sạc ở đây luôn, chứ không xuống dưới kia được đâu. Xuống dưới kia là hết pin á, pin nó coi như là hết luôn, chấm dứt. Hôm nay một trận ra rất nhanh rồi, suy sẻ rồi. Sau vòng đấu rất là cay cấn. Không được. Quá đáng tiếc nhưng mà đi ra trượt ra ngoài mất rồi. Của đội Mỹ Dương Màu Bếp. Trong buổi tối ngày hôm nay, bây giờ là buổi tối rồi. Thời gian cũng dành chỉ còn 19 phút nữa là hoàn thành. 9 phút nữa thôi. Câu trả lời của đội chủ nhà. Tỷ số là đều rồi, nó là trở lại đều rồi. Ồ đây. Quá nhẹ rồi. Nó còn lùi lại đằng sau. Quá người. Wow, skill rất là nhanh. Cực kỳ nhạy bén. Điều rồi, bố lên. Chắc chắn làm được. Ồ, sụp bỡ kín luôn ha. Bỡ kín bắt đề luôn. Không có gì may mắn cho đội ca sĩ Bí Ảnh rồi. Câu trả lời thành công. 19 dành cho ca sĩ Bí Ảnh. Họ đã vượt lên rất ngoạn mục. Một bàn thắng rất nhiều và tràn đầy cảm xúc ngày hôm nay. Quá là cao độ. Cực kỳ sâu sắc quá. Quá nhanh rồi. Hôm nay không có bạn Vũ đây. Bạn Vũ học sinh trung học cơ sở Du Thiện đi học thêm. Cho nên là học thêm tất cả các môn nên không có mặt ở đây được. Chỉ có cô chủ quán của cô Đào đã có công việc. Và tí nữa cũng ít phút thôi là về. Và sẽ bấm còi kết thúc trận đấu luôn. Vì không có thời gian. Cách biệt là một bàn rồi. Phản công, câu trả lời. Không được. Không một đường truyền cột hai của chủ nhà đội ca sĩ Bí Ảnh. Và một tình huống phản lưới nha của thủ môn đến từ đội chủ nhà Mỹ Nhân Màu Bếp. Tình huống phản lưới nhà. Tỷ số là 11-9, cách biệt 2 bàn. Quá an toàn, ngày hôm nay rất an toàn dành cho ca sĩ Bí Ảnh. Cách biệt là 2 bàn. Một tình huống phản lưới nha mà phố lệ phụ buồn đã không để ý được. Điếc quá, lần này là trong giải đấu bóng đá của quốc gia trung học phổ thông Phạm Đồng 2021 đã có 6 lần thủ môn phản lưới nhà rồi, rất nhiều lần rồi. Trong bất kỳ bảng đấu nào cũng như là bất kỳ đội nào cũng đã phản lưới nhà, thủ môn phản lưới nhà rồi. Cầu thủ cũng phản lưới nhà luôn, hậu vệ cũng phản lưới nhà luôn. Bây giờ cách biệt là 2 bàn, rất an toàn. Bây giờ là chắc chắn là 100% thế này là sẽ không đủ. Rồi nào chúng. Phải. Mình tiếp tục. Đến đây.
và các bạn đừng quên theo dõi tập tiếp theo vào ngày mai nha, ngày 23 tháng 1 năm 2021, để theo dõi một trong những cặp đấu khác nữa trong những số tiếp theo. Trong khe không có ai được, không ai là một sự điều gì phối hợp nhịp nhàng. Đây là mùa giải thứ hai rồi, mùa bóng thứ hai rồi của vị bản cúp C1. Trời ơi, đúng rồi, 12-9 cho ca sĩ Bi Ân. Bây giờ đã vượt lên cách biệt là 3 bàn. Quá nhanh chóng rồi. Thời gian chúng ta chỉ còn 4 phút nữa. Rất nhanh. Có thể tự là tự lập được. Rồi, chúng ta xuống để cổ vũ cho họ đây nha. Nào, đi thôi. Hôm nay chúng ta xin chúc mừng hôm nay cho ca sĩ Bí Ẩn. Hôm nay có một ngày chiến thắng rất hay. Chứ nhà không có ai ở trong nhà, mắc cái gì là quy trách nhiệm cho mày nghe chưa? Nghe rồi. Nói rồi quên, xong quên. Nghe. Quên, quên. Quên cái gì? Thôi lỡ đi mà. Lỡ đi. Theo dự định của bộ gì? Theo dự định điều 13. Thôi thành thật xin lỗi quý vị các bạn, mong khán giả thông cảm nha, vì lý do là không có người ở nhà nên là phải ra ngoài, ví dụ như là khóa cửa nhưng mà không khóa cửa nhưng mà cũng phải ra ngoài. Thành thật xin lỗi. Bữa sau là không cho vô trong nữa đâu, tốt nhất là phải xin lỗi đi nha. Bữa sau mà khi nào cô chủ quán mà đi đó, được chưa, thì phải ở đây. Thôi xin lỗi vì và các bạn nha, do là không qua, do là tự nhiên đi vô trong đó rồi, do vì pin yếu quá, sạc do mà do là đi nhiều số quá, rồi cũng như gì mới qua chạy qua được hai số hết sóng rồi, hai số rồi để hoàn thiện nốt luôn. Thời gian chỉ còn 3 phút nữa. Wow, đánh đầu rất nhanh. 10-12, cách biệt là 2 bàn 10 cho Mỹ Nhân Màu Bếp ngày hôm nay. Chắc chắn khó khăn rồi. Chỉ còn 3 phút nữa rồi là sẽ kết thúc. Và như vậy là phần kết thúc trong buổi cặp đấu này ở vòng đấu cuối giải bóng đá. Dấu chấm hết 11-12. Không có gì sai lầm. Thời gian của chúng ta đã kết thúc. Chúc mừng cho đội ca sĩ Bí Ẩn là đội sẽ bước tiếp vào vòng trong. Nhưng mà dù sao thì cách biệt một bàn có vẻ là chưa kết thúc cho lắm đâu. Khi nào không có người ở nhà là phải ra ngoài nữa chưa? Mình phải lo sạc đầy đủ nha. Được. Hai. Vẫn chưa kết thúc nha. Hòa nữa nè, bị loại luôn nè. Hòa nữa coi như là ca sĩ Bí Ẩn chính thức chia tay giải đấu luôn.
Cô đó không được. Ba thắng rồi. Ca sĩ Bí Ẩn đã vào vòng trong. Vòng bốc thăm sẽ được kết quả thôi. Sẽ tiếp tục đối thủ của bất kỳ đội nào đó là ai thôi. Và bạn ca cũng đã kết thúc rất là sớm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Và lũ thường thuật ngày hôm nay 16:15 trôi qua đến đây là kết thúc. Giữa chủ nhà đó là Mỹ Nhân Màu Bếp gặp ca sĩ Bí Ẩn. Kết thúc với chiến thắng thuộc về ca sĩ Bí Ẩn với chiến thắng cách biệt một bàn. Dù sao thì có được ngày hôm nay địa chỉ thứ hai của đội ca sĩ Bí Ẩn đó là 10 điểm. Và vượt qua đội Dòng Mãi Dòng Mai, đội 9 điểm và đội Giàng cũng chính thức chia tay giải đấu luôn. Sau gần tuổi trong vang này, kéo qua chương trình 5 mùa phát sóng, còn ca sĩ Bí Ẩn 4 mùa. Hy vọng rằng trong những gì mà sẽ chinh phục được, chỉ một điểm cao thôi. Hy vọng chúc cho ngày hôm nay sẽ có một ngày may mắn hơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Xin ái chào tạm biệt. Vì thời gian cũng sắp hết pin cho nên là vì do phải sạc thêm lượng đủ nữa. Để mà có thể là không bao giờ để cho đỡ khỏi chống mọi sự hết pin này. Để cái máy quay.